Một trong những vấn đề mà hầu hết khách hàng đều quan tâm đấy là giá cả của mỗi sản phẩm. Tuy nhiên, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi mua hàng tại Goodlife bởi Goodlife đưa ra mức giá phù hợp với năng lực chi trả của người tiêu dùng. Với các khách hàng xưởng thì Goodlife có chính sách giá bán rõ ràng để hỗ trợ công việc kinh doanh của khách hàng được ổn định. Giá của sản phẩm ảnh hưởng đến quyết định có mua hay không của khách hàng. Chính vì vậy, Goodlife đưa ra những chương trình khuyến mại, mua hàng theo combo và quà tặng hấp dẫn để thu hút sự quan tâm của khách hàng. Điểm đặc biệt nhất trong trải nghiệm mua hàng của Goodlife đó là về chất lượng dịch vụ. Theo Goodlife thì các khách hàng xưởng đều có mong muốn chung về dịch vụ là: đầu tiên là miễn phí giao hàng. Chúng tôi đảm bảo thời gian giao hàng đúng hạn, linh hoạt các phương án giao hàng. Khách hàng có nhiều sự lựa chọn để giảm thời gian và chi phí giao hàng. Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Toàn bộ sản phẩm của Goodlife tuân thủ pháp luật, có hóa đơn đầy đủ kèm với báo giá chi tiết gửi đến cho khách hàng xưởng và nhà phân phối. Goodlife luôn ghi nhận các ý kiến và các phản hồi của khách hàng. Điều này giúp cho Goodlife có thể hiểu và cải thiện sản phẩm liên tục một cách tốt nhất trong quá trình sản xuất. Chính sách hỗ trợ lắp đặt. Goodlife luôn đồng hành cùng khách hàng trong quá trình lắp đặt thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến để hỗ trợ các vấn đề của khách hàng. Về chính sách bảo hành, bảo trì, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi mua hàng tại Goodlife bởi đội ngũ kỹ thuật của Goodlife sẽ giải quyết vấn đề một cách triệt để và nhanh chóng nhằm giảm thiểu thời gian và chi phí cho khách hàng khi xảy ra vấn đề. Phục vụ tận tâm và vui vẻ, khách hàng khi mua hàng tại Goodlife sẽ được đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình, tận tâm và hỗ trợ các vấn đề gặp phải về sản phẩm. Đặc biệt, Goodlife được đánh giá là một trong những thương hiệu đi đầu về chất lượng dịch vụ. Chính vì vậy, khách hàng xưởng hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn Goodlife để hợp tác lâu dài.